Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là buổi sáng của ngày kế rồi nè. Sáng ngồi ở đây lạnh, mình rất là yên tĩnh, rất là đã luôn. Phải uống cà phê nóng cho nó ấm mà. Dạ, 10 giờ mình phải check out rồi. Đồ con bầu làm trò gì vậy? Mày làm trò gì? Sáng sớm tản bộ. Sáng gì nữa, bây giờ chưa rồi. Sáng sớm tản bộ. Sớm nữa. Tủ người nữa. Hello. Đâu quay á? Hello mọi người. Đây là cái cổng để vô cái chỗ mình ở nè. Đó. Đây là cái đường để mình chạy xe vô nha. Là ở trong đây nè, mình sẽ chạy vô đây mình ở. Còn kế bên đó luôn á, là bên tay trái sẽ là một cái công viên của nó luôn. Có rồi cho con nít chơi cầu tù. Nguyên cái sân để đi bộ. Một cái bảng information nè. Đây là một video mang tính chất kỷ niệm dành cho một đứa bạn thân của mình trước khi hạ sanh em bé. Nếu có gì sơ sót, mong mọi người bỏ qua cho. Wow, lên nó thông lên. Nhìn xuống. Oh. Dạ, mình thấy Three Sisters luôn kìa chị Linh. Đúng không? Kìa. Wow. Kìa, giấy cáp hình như đi hướng bên kia kìa. Wow, cái view này đẹp quá. À, đó. Hình như cái chỗ là cái trạm để giải cáp nè. Wow, nhìn xuống sâu quá. Ghê quá. Nè, Three Sisters bên kia kìa. Chụp đây đẹp chị Linh. Ồ, sâu thiệt, kinh quá. Ồ, thác kìa. Thác ngọc luôn kìa. Ồ. Đẹp quá kìa, trời, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Bà bầu, bình tĩnh, cái gì vậy. Kìa, thác cái quay kìa. Đó, mày muốn tuốt xuống dưới hả? Ủa, đây nhìn sâu kìa. À, đây đây, chỗ này là nè, mình đã đến nơi lúc cao thiệt luôn nè. Nè, cái bảng luôn nè. Đó, lúc cao hàng gì đẹp quá. Đó, bên kia là cái cáp nữa đó, thấy không? Rồi đó, cáp treo đó. Cáp treo hôm qua coi là như 200 mấy hả một người. Cái này cấp theo ngắn nè, còn cái kia cấp theo dài. À, sung sướng. Đi tiếp tục hành trình, đi xuống tìm thác nước. Buổi sáng ngày chủ nhật phải không? Đoàn chúng em có tất cả là 6 người cùng nhau đang xếp hàng luôn. Chúng em đang đi tới một cái địa điểm kêu là Katumba Khách Hẹn. Mời mọi người đi cùng chúng em. Đi thôi. Wow, xuống đây đẹp quá. Lên mà đi cẩn thận nha. Xuống dốc quá. Ý là nó đi khách sạn. Wow. Mấy cái luxury
đẹp. Ồ, cái cáp nè. Đi từ từ thôi á. Kia quá rồi ca. Nghe tỏ 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 không? Đúng hả? Đó, bây giờ mình tiếp tục đi xuống dưới cái thác đây. Cũng hơi trên đây nó ấm một chút thôi. Nãy lên kia lạnh quá. Nè, yeah, hai cái thác rồi kìa. Ấy đẹp quá. Ồ. Sao nó không gắn cái gì đây? Sao nó không gắn cái gì đây? Mày coi chừng á. Mày đi từ mày đi mà mày còn quay quay từ từ mày có chừng lọt xuống dưới gì. Đáng lý nó phải chặn hai góc đường nhỏ này ha. Hai góc nó không có chặn dễ té lắm nè. Ủa cái thác của mày vậy thôi hả? Ờ, ở ngoài trước mới đẹp nè. Hết rồi. Thấy thác rồi. Gì? Núi Hoa Quả hả? Cái gì? Thủy Liên Sơn hả? Đồng Thủy Liên Đồng. Đồng Thủy Liên. Ai, cuối cùng đã tới rồi. Còn hướng lên nữa. Đi lên. Giờ mọi người đã chụp hình xong rồi. Bây giờ mình đi về. Đi về. Chụp tất cả các cảnh ở đây thì đoàn chúng tôi phải đi về để chuẩn bị trả phòng. Hẹn mọi người một ngày không xa sẽ quay trở lại. Hẹn ngày tái ngộ. Thật thứ ba. Bye. Giờ mọi người đi về chỗ ở chuẩn bị trả phòng. Khi mình chạy xe vào mình sẽ chạy hướng đó. Giờ họ sẽ cho mình một cái mật khẩu để mình bấm. Giờ xe mình sẽ chạy vô, giờ cái cửa sẽ đóng. Giờ khi ra thì là ra hướng này. Khi xe mình bên trong ra thì cái cây tự động sẽ bật lên. Rất là an toàn. Ok, bây giờ mình hãy đi. Giờ cả nhà mình đang đứng cái chỗ Scenic World. Bây giờ khách tới để đi mấy cái cable, mấy đi xe lửa quá trời đông luôn. Nhà mình định book nhưng mà tới 3 tiếng sau mới có chỗ để mình đi, cho nên bây giờ lựa chỗ khác để đi chơi tiếp rồi. Mom,
quán cà phê, nhân viên rất là thân thiện và dễ thương. Đang đợi cà phê ở đây nè. Mình mới tới khu này nè, bây giờ lại bắt đầu đi bộ nè. Đi bộ khám phá rừng núi. Hôm nay mình đi hoang dã. Six foot track. Đi 2 ngày chắc xuống được 6kg á. Wow. Đoạn đường cũng khó đi quá. Đá rồi. Thôi nhìn mà bao kìa. Bà Bảo có ý tưởng hay ha. Đi từ từ thôi, đang xuống dốc đó. Đi từ từ thôi. Wow, một đoạn đường nè. Wow, thiệt là gặp ngành luôn. Xuống dốc, lên dốc. Không dễ đi nha. Giờ mình phải đi tới 17 phút mới đến nơi. Rất là nhiều đá nè. Cây rồi, đi dễ trơn trở. Đây là một cái bảng hướng dẫn chỉ đi bộ, đi thẳng. Chuyện nãy nhìn từ xa cái đó nhìn giống như cái đền nhá, hú hồn. À, tiếp tục. Hồi nãy giờ là em đi xuống dốc thôi. Lát nữa lên dốc cà phê nè. Wow, 17 phút. Trước mắt là thấy một cái dốc rồi đó, thêm một cái dốc nữa rồi. Wow, wow, wow. Vừa đến một cái trạm thì mình phải đi tiếp tục nè. Có một nhóm người mới từ một khu khác đi. Lên chỗ nó dễ hơn. Chị lên khúc nó hơi trơn nha. Khúc nó hơi trơn. Wow, chỗ này chắc là có người bonfire ở đây nè. Đốt lửa ban đêm hay gì đó ha. À, một địa điểm. Bây giờ là mình sẽ đi xuống đây. Hồi nãy anh nói lúc thân hình nhẹ nhõm không đi tập thể dục. Bây giờ thân hình nè. Đi thì những thứ dữ không ạ. Hồi nãy vừa đi mà ngó lên á, cái đoạn đường thấy sợ luôn á. Bên này nè. I don't mind 6 minutes, sorry. Wow. When you go back so tired. We rest. Yeah, for sure. We have to rest. Of course, we can't just like walk all the way. We have to rest. It's alright. I bring water. We have this water. A little bit of water. That's good enough. There is people now. Not scared, Jesus. You're always scared. Ta đang quay đoạn đường đi là ngập ngừng mà. Bà bầu năm 2020 rất là chịu chơi. Đúng vậy. Mày ghi đó cho tao. Ờ đúng rồi á thầy á. Đây. Bà bầu chịu chơi nhất trong năm 2020.
tháng sau là đã sinh bồn rồi mà bây giờ còn dám leo núi. Mình thì ghi rõ là thay vì tháng 7 nha. Hiện tại là tháng 7 mà. Chịu chơi quá. Wow. Wow, tới cái đoạn đường này nè, rất là sâu luôn nha. Rất là sâu luôn. Đoạn đường này đi xuống rất là sâu, sâu lắm. Sâu. Rất là sâu. Giờ rất là trơn trượt luôn, vì nó ẩm ướt nè. Bây giờ đi ngược lại. Còn có 9 phút nữa là sẽ tới chỗ đó à. Về chứ. Còn một đoạn này là sẽ đến địa điểm phía dưới lũng xuống khá là sâu, đã vậy còn rất là trơn trượt. Nhưng vì an toàn cho chị bầu nhà mình nên phải đi ngược về, không để bà bầu mạo hiểm tiếp. Yeah, bà bầu đã chiến thắng. Chiến thắng, đưa tay lên. Đi xuống đi lên chắc 1 tiếng phải không? 1 tiếng hả? À, trong khi người ta đi xuống có 17 phút thôi. Giờ cũng giờ trưa rồi. Mọi người lấy chỗ này địa điểm ngồi ăn trưa đỡ rồi tiếp tục đi chơi tiếp. Ăn trưa thôi. Ăn bánh của chị Linh làm cảm giác như sao? Ngon không? Ngon không? Quá ngon. Dám chê không? Bỏ ở đây luôn. Tự làm luôn nè. Đó. Xin thưa quý vị là đại gia đình em đang đi trên đường đến Botanic Garden nắm hoa thì bỗng nhiên bà bầu cần đi restroom nên ngừng đại một chỗ, nhưng không ngờ lại là hotel 4 star luôn. Rất là sang chảnh và đẹp. Rồi, cái này gọi là ăn gì đây? Ăn trưa? Ăn sáng? Ăn lunch, hình như hơi bị trễ. Chị bầu đã đói bụng. Ok, sau khi cả nhà ăn no nê rồi, nghỉ ngơi cũng xong, thì tiếp tục khám phá vườn Botanic Garden. Bên đây là một cái chỗ lúa cao nữa nè. Miêu. Meo meo. Wow, chỗ này đẹp quá nè, nhìn. Một hồi sẽ sống ảo ở đây nè.
Wow, sao bữa mình không thấy chỗ này ta? À, phải không? Cái ống mình có coi. Hình như được, lại có thử nữa. Wow, đẹp quá. Bữa gì con đi á là đang dịch á, nó còn ấy á, xong rồi thấy vắng quá mà cũng không đi đâu á. Vô ngay bụi cây chụp hình gọi về luôn. Có cái chỗ nào để tiền không? Khóa. Oh, Titanic hả? Người ta là Titanic. David, I can't see your face. I don't want to see my face. Why? Cái này thì hiện tại đang không cho vào. Giống chó bắp thì chứ. Có liên tử thức ăn thôi. Đồ ăn và ăn. Đồ ăn thôi. Tâm hồn ăn uống. Nhìn giống chó bắp thì. Wow. Xuống nhìn xuống đẹp quá. Ok, mình đi tới cái biển đi. Nay mình đã đi suối. Đi rừng. Cái này ra được biển rồi. Đi khách sạn rồi bây giờ mình đi biển. Giờ mình đã gì? Leo núi hả? Lên rừng xuống biển. Lên rừng xuống biển luôn. Hồi sáng là leo núi, giờ xuống biển. Bà bầu rất là hưởng thụ. Đang ngồi hưởng thụ. Hai ngày nay leo núi, lên núi, xuống đèo, đuối hết sức rồi. Và nếu như có cái gì sơ sót hay không may thì xin mọi người bỏ qua cho nha. Ok, mình đã đi được 2 ngày 1 đêm ở Blue Mountain rồi. Và cũng trễ rồi, bây giờ cả nhà sẽ chạy đi về. Mong các bạn sẽ thích video này và giúp mình bấm like, chia sẻ và bấm nút theo dõi với cái chuông của mình nha. Để sẽ có nhiều video mới nữa cho mọi người xem. Xin cảm ơn và bye bye. Blue.